Mời cô chú anh chị cùng với em đi khám phá hang phụ nữ là dành cho phụ nữ bộ đội của chúng ta ở núi Dài ở cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị cùng vô nha. Có mũi tên kìa là chắc ăn là đúng hang rồi đó. Ở đây có mũi tên đỏ nè cô chú anh chị. Đi thì ở đây có chỉ đường rồi quý vị. Cái hốc này cái mũi tên chỉ là ông hay gặp nó nào không? Quá nhiều luôn. Ôi, dạ. Cái tiếng gì đó? Tiếng nước. Ở đây có hang nè. Đây cũng rộng hơn hang rồi. Và đây thì có bậc thang hết cô chú anh chị. Những bậc thềm để cho lên lớn quý vị. Cây leo chằng chịt luôn. Ở cái này là cây leo chằng chịt trên những cái tảng đá. Và khám phá hàng đậm nhớ đi đông đông. Còn cái cây đó nó bò bự. Thấy ở đây thì cũng khác. Ở đây có vườn nè mấy ông ơi. Vườn nè. Rồi cái tảng đá này ngộ ha. Ừ. Nó bằng phẳng và nó bồng trộn dưới đây nè. Ừ. Đi hướng nào ta? Đi hướng này. Nó ngủ không vậy? Ở đây là nó không có một cái mái vòm để che giống như một cái cây vườn trộn nha. Đây để cho phụ nữ kìa. Ủa B21. Cái ký hiệu thôi. Mày chắc người ta cái này chắc sư đoàn 21 quá. Sao người ta làm lại để làm du lịch cái vườn đen chắc cũng rất là lâu năm rồi. Cái mấy cục đá. Những cái đường điện này là ta đi sau này thôi. Đi sau để giống như làm điểm du lịch vậy đó. Cũng như là mô phỏng thôi. Bắt đầu mình đi vô đây bắt đầu nó hơi tối, với cái thứ hai nữa là do là cái này giống như là trên cao á, do đó là không còn cái lượng nước mà để suối chảy nữa. Ở đây là lên cao, bắt đầu lên cao này, cái gì thấy đá nè. Còn mũi tên nó chỉ đâu rồi. Có cái dây điện nó đi theo rồi được rồi. Nó chỉ lên đó là có chừng nó theo. Ơi. Dây điện nhiều quá. Đi nè. Đi. Đây là có mấy đường lên chân này cô chú anh chị. Đây thì cũng có những cái bậc thang. Cái đường ra này. Đường này cũng có thể ra được nữa nè. Ừ. Quá trình dây leo luôn. Chằng chịt. Thì ở đây mưa nè quý vị, nước còn đọng hết đá. Trời ơi trên đó có hang trên đó nữa kìa, trên đỉnh đầu kìa. Đầu cục đá đó. Cục đá bự nha. Đá này nó tròn lụi luôn nè. Tròn lụi luôn. Nó tròn và nó nằm cắn kẽ những cái viên đá này, nhưng sợi dây nó đâu có lọc nữa đâu. Như này quý vị. Một cái dây leo. Thì cái hòn đá trên nằm một cắn với nhau, cái chiều leo cái ghê. Mà điều đặc biệt những hòn đá này mình nhìn nó có độ lấp lánh ha. Ừ. Đây có cầu thang đi ra đó kìa. Tới cái vách đá của phụ nữ nữa kìa, của bộ đội làm nữa kìa. Đây có một cái ngắt hàng thì ở đây là đúng. Cát ở đây con nhận nó đẹp, nó lấp lánh như này. Cát lấp lánh nha. Cát gì đó. Đó, thấy không? Ánh kim bây giờ nè. Gọi đèn không có thấy. Đúng rồi, mình gọi đèn nhưng mà qua camera mình không thấy, mà con mắt thường thì mình nhìn nó thấy nó lé tí. Lấp lánh nè. Cát màu vàng đẹp. Ở đây có cái đường lên nè của chú anh chị. Và đây có để chữ lối thoát nè. Mình nhìn kỹ ha. Đây có chữ lối thoát hay chúng ta có thể đi này được. Hạt cát ở đồng bằng. Cái gì? Ở bên đây là đoàn thanh niên. Đoàn thanh niên. Cái hang này là chỗ từ hang phụ nữ chỗ hang đoàn thanh niên luôn nè. Phải không? Bên này là hang bắt đầu tới hang đoàn thanh niên. Vì là trong đây giống như là một cái bộ phận của nhà nước, một cái cơ quan ở trong đây có này nè. Có thanh niên nè, có phụ nữ nè, có dân quân nè. Hồi ô dây leo tư tủa kìa. Bên đây nè. Nước kìa. Đúng rồi. Ơi rễ kìa. Đây có cái vườn nữa nè. Đây quý vị thấy cái nước có chảy xuống đây nè, chứ nó xói mòn. Đất sình không nè. Thì nó có mũi tên ra không? Có chứ, có đường đi đó. Có bậc thang là có đường đi vậy. Đây quá. Cái gì vậy? Một bó cây. Một bó dây leo. Ủa ơi, rễ cây. Rễ cây gì đó. Thì khi trời mưa anh em đi vô chỗ cái hang của phụ nữ giờ đọc thanh niên quý vị. Nãy giờ đi được 3 cơ quan rồi ha. Quân y, phụ nữ và các thanh niên. Biết vô sau vô đây là nó cho rang nữa đây. Đằng sau rồi những cái loại dây gửi leo chày chịch luôn. Dây leo ngóc chân nè. Ô này rễ cây. Thì đây cũng có những bậc thang này quý vị. Thì giờ đây chờ mép bên ngoài thì em mua nó về. Đây có mũi tên nữa kìa. Cái thóc trên cao này. Nó đá nó bị bể trên từ nó nằm bít miệng hang rồi. Trên nó bít hang. Cái gì? Cái đá gì nó lửa trong kìa, Thấy xa nó thấy không? Đâu ông kéo này gần coi sao cũng ngộ à. Chứ một cái mặt cái viên đá, mà cũng hơi lé lé đúng không? Ừ, hơi lé. Trong đây nè, đúng rồi, thấy nó lé nhưng mà mình mắt thường nhìn thấy. Thì còn mà mình thật sự mình đặt camera thì không thấy nha quý vị. Cái này là cái này lên được nè quên. Để LT là cái gì ta? Mũi tên nè. Mũi tên đi ngược lên nè. Kìa bây giờ mình đi trong hướng đạt đây kìa, có cái dây điện giống kìa. Đó. Để lên đây cái gì vậy? Đây dây cành chịch quá. Nước thì ướt điện thoại luôn. Rồi lên này hết đường đi rồi quên. Hết rồi. Trên đó hết đường đi rồi. Đi qua đây nè. Đi qua đây. Thì quý vị thấy ở trên là có một tảng đá dắt ngang. Ê, đó có mũi tên đỏ kìa. Trời ơi cái viên đá này nó tròn cái nào cũng nổi vô. Đúng rồi, cái viên đá trên kia kìa. Cái gì? Gì kìa khè không nổi. Nó mất hồn. Mất hồn cha. Đổ vô hang coi. Thiệt không? Khè khè ha. Đây thì cũng có dây điện rồi đi nè quý vị. Nghe thấy. Hay là cái tiếng cái dép ta. Ở trên có một viên đá. Cái dép cái gì ơi. Dép bệnh không? Rồi là hết hồn. Đây. Rồi vậy là hết rồi đó. Ô cái bông gì rất là ngộ kìa. Rồi dép cung hớn. Kìa. Ở núi thì cũng có một cây quý vị ha. Tự nhiên không có lá chân chết chân có lú ra cái bông. Hang này chỗ lên trên quý vị. Trên đây có cái hang. Đây nè. Rồi, bây giờ mình đi càng ngày. Đây là những cái vết đạn ngày xưa bắn nè. Cái vết đạn bị hủng vô nè. Anh em thấy không? Là trên đó nó bắn xuống luôn. Ừ. Càng ngày đi vô cái hang nó càng nhỏ ra. Càng sâu càng nhỏ vậy. Cảm ơn chứ hả? Ừ. Có chỉ mũi tên không? Có chỉ mũi tên không? Không, mình cứ đi bình thường. Có bậc thang mà. Là có dây điện nè. Có bậc thang là đi được ha. Ơi đây này, cái này là bộ đội mình làm nó quên sắt nè. Nè đúng rồi, có gì vô đây rộng hơn nè. Cái này đã có cái mình đi. Còn có cái mô hình thầm thầm nhé. Cái đây rất là rộng rồi nè. Vô đây gặp được một cái giường ngủ. Trên đây một cái giường nữa nè. Ơi mũi tên nhấp chân kìa. Mũi tên. Chắc lâu dưới lắm lâu rồi không ai vô đây. Rồi ô dây leo nè. Đây ở trên đây có cái. Đây nè. Đâu chơi đâu, Đây này có cái giường nè. Này quý vị, ở đây có một con nhẫn đang đi lên nè quý vị. Đây cái giường. Trên đây có cái giường nữa nè. Trên đó là B6. Thì ở đây là cái giường ngủ không mà. Căn tính quý vị để ở đây B15. Ở thời kỳ bây giờ mình đi lên cao luôn nè. Có bậc thang không? Thử rồi. Đi đâu? Thì mình đi lên cao luôn đi anh em ơi. Lên dẫn đầu để u đầu. Cái giường này kê mấy cục đá này không? Kê mấy cục đá cái giường. Cái này chắc lối thoát quá. 60 năm mới trời trở lên. Mấy chục năm giờ ở đây cũng có những bậc thang để đi lên rồi quý vị này, chỉ có mấy nè mình lại vô đây khám phá thôi. Chắc mai cũng vô. Ơi đây chỗ lên núi rồi ơi. Lên đây là có hang có giường nữa nè. Có không? Có giường đây nữa nè. Cái món nhảy nghe điện thoại luôn. Trời ơi, cái cục đá trên đầu cũng cao hớn kìa. Hang dữ giá. Đi cái cục đá gì chẳng được. Ôi, đá treo neo. Trời ơi. Thì có mũi tên phía trước rồi kìa quý vị. Trên đầu cao hớn thì có cục đá nè quý vị. Cái này đang lên đây nè, nãy B6. Trời ơi, trên đó kìa, cục đá trong nó rất là ngộ kìa. Cái gì hả? Thấy không? Thì cánh thứ không đâu, anh em kéo điện thoại xa xa gần coi thử đây, cục đá ở trong kìa, coi thẳng đây, coi điện thẳng. Cái đồ nó có quằn quằn kim tiếng mỏ. B8 luôn hả? Ở B8 này. Lên chỗ B8 luôn rồi. Cắt kè. Cắt kè hả? Cắt kè núi. Đâu? À, có cái kè núi kìa. Thấy không? Thì đây cũng có một cái vườn nào quý vị. Ôi nó rộng. Đây là cái hai núi rất là sâu rộng luôn. Rồi chính giống như cái hiệu của phòng chính. À, đúng rồi đó. À, nãy giờ. Thì ở trước mặt mình đây có đường lên nữa là cao ớt nè, có luôn hả? Nè đấy nè. Nó lên nữa, lên B10 á. Đây cái này ra được nè quên. Kìa, tự nhiên có một cái quằn đen của đó kìa. Mình thấy không? Giống như quá thạch á. Nhiều quá thạch á. Cá là thạch rồi còn gì nữa là quá thạch. Cái lần giống như là con gì nó lâu năm ha, cũng như là hồi đó là khủng long rồi này kia ha. Đâu gọi là chỗ này kìa. Lối thoát. Nè. Cái này là bộ đội ngày xưa người ta khoan. Này là lối thoát nè, đi ra nè. Là đi ra ha. Đây nè, kiểu lối thoát nè. Đâu? Đây nè. Thôi vậy mình đi ra này đi. Mấy cái đường này chui ra cũng vẫn được luôn. Không dám ra nữa. Còn mấy cái đường này là đâu có đi được đâu, bên cái đường rừng mà. Đi ra đi rừng. Đường này là đường rừng, ra rừng mình đi đâu được. Chữ lối thoát kìa. Lối thoát đi hồi xưa. Đi hồi xưa thôi. Bây giờ nó thành cây cối để đấy đi ra coi. Cái đá nó nguy hiểm quá nha. Không được, bít chịch hết trơn rồi. Trở lại đường bên kia. Dây leo chằng chịch trơn rồi. Mình đi khám phá lên cao nữa đi. Lên nữa đi. Đó. Đi lên đây. Lên đó đi. Ôi, ba viên đá xếp chồng lên nhau luôn kìa. Ở chỗ này sao có con mắt luôn nè. Đúng rồi. À. Đây nè. Cái này là những cái vết đen. Vết đen rất là lạ. Cái gì không? Nóng lộn vết đen gì á. Đi có con lõm ha. Rồi đi. Đúng như quá thật. Đi lên bậc thang. Đang quá trình một rồi. Rượu hết rồi. Lâu ngày mấy chục năm chắc chưa ai vô đây quá. Đi lên đây. Ở trên đây có cái vườn kìa. Mình không có chỗ ship ra nữa chứ. Rồi, lên tới đây còn một đường đi lên quý vị. Đây có cái vườn đó, B10 đó. Đây B10. Đây là B10 nè quý vị, không 10. Đây cũng có vườn mà đường một hết quý vị. Bây giờ là mình chỉ còn một cái đường này đi ra thôi. Tới B10. Ơi đường này lên núi, lên đỉnh luôn mà. Thôi quay trở lại đường nãy đi. Thôi thì đi lên luôn. Có rồi, có gió rồi đó, chỗ ra đó. Đây có đường đi nè ông ơi. Đây nè. Không giờ quá. Đi qua đây nè. Đường này nè. Đây nè. Đường này nè, đường này mũi tên nè. Chưa mình đi qua đây chút xíu nữa đi. Đâu? Ở đây nè. Đường này có mũi tên nè. Có dây điện rồi nè. Đây có đường kìa. Có gió rồi kìa. Rồi cái này. Này đi xuống rồi vậy. Rồi. Cái này là bắt đầu đi xuống lại nè, đi xuống, cái này đi xuống. Ê, cái gì có á? Dạ. Dễ cây. Nó quấn. Vô đây mấy con dê nó bay quá trời nè. Thôi tôi nhớ quá. Rồi cục đá đang lùi luôn trời. Mình đi không? Sao hết chứ? Có mũi tên là có người đi chứ. Rồi cái này dám xuống hang chày gầm luôn lắm người ta. Đúng. Đi xuống luôn nè. Xuống hang chày gầm luôn á. Đây nè. Đúng rồi, cái này chắc hang chày gầm là phòng 11 rồi nè. Phòng 11 rồi. Giờ mình đi xuống đó, đi xuống luôn đi. Đi xuống đi. À, đúng rồi, đâu còn đường nào ra nữa. Đây là B11 quý vị. B11 mình sẽ đi xuống. Rồi. Này chắc xuống hang chày gầm rồi. Hồi gì đó. Nè thì không tại chi vậy thôi, nó loáng quảng đây thôi. Đi vô đây là đi xuống sông xuống đây chút xíu là nó hơi khó thở nha nè. Ở đây có cái vườn nữa kìa. Đây quá trời phòng luôn nè. Đường đi đâu nữa? Đây có phòng. Không nhận cái hang rộng kinh khủng quá trời. Rồi, thôi mình nói ship review nhiêu được rồi. Bây giờ mình đi xuống. Không cái này mình đi xuống là cả nhà đi xuống hang sâu đó. Cái gì vậy? Cái này là gì vậy ta? Đấy nè. 13, 14 gì đó. Thấy nó mờ quá. Càng ngày càng hẹp ha. Đi xuống rồi mọi người. Xuống dưới lòng đất rồi. Ơi dưới đây rộng ơi. Rộng rồi nè, rộng rồi chở xuống cái giường dưới đây lại. Đây. Rồi trở xuống lại rồi nãy. Trời ơi. Cái này giống gì đú đầu quá. Ê, cái đó chỗ ra đó được á. Chỗ mày kìa. Ánh sáng đó. Nè cái hướng nãy mình đi lên nè. Cái nè. Ừ đúng rồi. Mình đi đường đó mày xuống đường này. Phải không? Đúng rồi nè. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi thì đi. Này đi lên đó vậy. Nè thôi nãy mình đi ra. Đi ra đầu đi ra cấp nãy đường này. Ủa nãy đâu có cái giường này. Nãy có cái giường không? Không, nãy đâu có giường. Khác ơi. Rồi bây giờ mình xuống đây đi, đi chỉ ra lại. Vậy đi. Ở đây có mấy cục đá. Ra không ra được đó không? Này chắc ra được nè. Đúng rồi, khác được nào ơi. Đúng rồi đó. Mình để giường. Cái giường này tự nhiên có được coi. Giường này thấy chắc hơn mấy 2 4 6 8 10 12 cục đá cô chú anh chị. Đó nghe tiếng bển nghe tiếng gì đâu la dữ hả? Ra nè. Bích thì chơi vậy. Đây ổ mối rớt xuống nè. Đây giống như một đầu con gì nè. Nè. Cái lưng nè, cái lưng hòn đá bự rồi. Ở đây là mấy cái vết đạn bắn này. Mưa rồi mấy anh em ơi. Trời ơi, ổ mối nè. Kinh hồn. Ở đây là dây đeo nè cô chú anh chị ơi, chằng chịt luôn. Bên kia rất là nhiều hang luôn. Hồi ôi nó hang nè. Rất là nhiều hang luôn cô chú anh chị ơi. Hồi ôi cái rễ cây nè. Trời ơi nó quấn. Giờ thì mình đi ra nha cô chú anh chị. Bây giờ mình đi lại đường này được không? Đi qua đây nè. Không nữa. Không này nè. Đường này là dễ nhất nè. Đi qua đó qua cái xài người ta xuống kìa. Đúng không? Thôi tôi đi thử đường này coi. Tôi đi trước cho. Từ thôi. Trời ơi, ơi cái đây vết đạn bắn từ lưa chân nè. Ừ đạn đó. Nè, vết đạn đó, chỗ đó. Đi qua đó không biết được không nha mọi người. Nhắm nhanh dặn nhắm ảnh có đường đi không ta? Dạ bên kia có đường đi không? Có nhìn là nhìn bên đó có đường đi không đó để qua đó đó. Dạ bên kia coi. Đi một hồi lạc lên xuống trên cao luôn rồi ông nội ơi. Này có hàng. Thấy không? Nhìn qua bên kia có thấy có đường đi dưới không? Bên đó là cái suối nãy mình lên đó. Xuống đây xuống thử là được không? Xuống nó chạy tạt trội dưới luôn á. Chỗ ra hết biết được phương hướng của chú anh chị. Đây là cái cửa hang. Đi ra nè. Mà hầu như là hiện tại là anh em đi ra đây là mất phương hướng rồi. Bây giờ là không có phương hướng. Hết cái đường đi luôn. Đây là cái cửa hang luôn. Một à. Trên đó tới đỉnh luôn kìa. 2-3 điểm núi sạt lở luôn. Bên kia đó cô chú anh chị sáng sáng đó, vị. Ở bên đó quý vị thấy không đó. Và bên đó cũng 2-3 điểm nữa kìa. Ở trên đọt dừa đó. Bên kia điểm kìa. Bây giờ đây thì mấy anh em sẽ xuống nha. Hầu như là chỗ ra đường cái cửa hang là mất phương hướng rồi. Các anh em là không biết đường đi rồi. Không có đường. Ê cái đường mình đi nãy kìa. Không có đường xuống nè. Cái suối đó nãy mình đi đó, chỗ cái hang này hang quả tóc nãy tôi quay đó. Đúng rồi. Cái tảng đá là hang quả tóc đó. Đường nào xuống? Để cha mình hồi nãy chui ở dưới. Dạ mình đi vòng vòng. Trong này có hang nè quên. Đi tụi mày tích đi vô hang là không kẹt. Vô hang lại. thì xa xa có nghe tiếng bà con đi tham quan hoặc là đi cúng kiến gì không? Không, mình đi kiếm cái đường mình đi vô lại đi. Nhưng mà bây giờ thì mình không có bị xuống nè, tối mình không đi. Chỉ là xài, nhất định là người ta cứ xài được là người ta có bị xuống mà mình không biết được. Bên đây bích anh em ơi, không đi được. Thôi, dạ, vô lại đi. Mua Phật. Vô lại. Để xuống đây cái rồi. Đâu đâu đi xuống đây cái rồi. Đạt cái dắt này nó đi xuống. Không có đường chứ hết đi hết đường rồi, đừng có xuống. Xuống nào cái dắt đá chuyện đứng này. Đi lên đi cho nó mau lẹ nè. Xuống hết đường rồi. Dắt đá chuyện đứng nè. Đi xuống đó. Xuống đó ra được không? Ra cái đường nè. Ô! Ô! Đường này được không nè? Hả? Treo lên cái xài hả? Ủa, hướng con Đạt chắc được rồi ta. Được à, đường này phải được, đi đường được. Đường này vô hang luôn nè ông ơi. Thấy không? Đường này vô hang nè. Đi lạc đó. Đường đó vô hang đó đó. Trở lại đi. Đường phải trở lại đi. Để gặp người dân nó hỏi được. Tôi người dân nè. Giờ anh em mình hết biết đường đi rồi cô chú anh chị, giờ phải quay trở lại cái hang để mà đi xuống cô chú anh chị. Nãy thì các anh em nó đi ra ngoài của chú anh chị mà không biết đường đi, giờ quyết định quay trở lại hang để tìm đường ra nha cô chú anh chị. Và chúng ta đi khám phá hang như thế này thì đặc biệt một cái điều khuyến cáo là chúng ta không đi nên đi mình anh nha. Chúng ta đi nhiều người để hỗ trợ lẫn nhau. Hoa Thiên Lãnh nó mới đè cái cục đá đó, bên năm hai nó bỏ mới đè cục đá đó là 7 người kẹt cái trong đó, không biết không? Ba chị kể đó là kẹt cái trong đó phải không? Rồi cái làm sao mới khoan lỗ là đâu phải đục lỗ mới đưa đút nước vô trong cổng, đút nước vô trong cổng mới ổng kẹt ngang bụng như nè. Đút nước trong cổng ổng uống được, ăn được, nhưng mà được có mấy bữa là cái em nó là đường cũ. Là nó không lớn đâu à, nó các đồng chí ơi, thôi bây giờ các đồng chí đi đi, đừng có đeo đuổi theo tôi, tôi không sống đâu. Là nó mới làm mặc niệm nó mới rút đi đó, gần 7 ngày đó. Là mấy ông chết đó, là mấy ông lớn không, cục đá nó sụp xuống, nó đè. Đây trong có 7 người luôn, 7 người. Bây giờ em cũng nghe kể ăn no gì con, nếu như mấy cái người ở gần nó thì ăn uống, còn mấy người ở xa thì cũng đâu có được ăn gì đâu, kiểu như là nó mắc kẹt ở dưới đó đó. Thì cũng phải chịu chết thôi à. Tại vì kẹt nằm ngang rồi nè, ngày xưa con biết đi là đâu có phải như bây giờ người nó để đồ nó bắn đâu. Hồi đó đục mà đục tay làm mẹ, đục tay chỉ có đưa nước uống thôi, nước cháo nước. Mấy ông lớn là mới được đồng tiểu đồng chính rồi bỏ mẹ chết mất tiêu rồi. Chợ chứ vừa đó con đâu đi thôi tới dưới được, không đi được đâu. Là nãy nghe đó tỉnh quỷ đó để hai cái thùng đại liên vàng, trong đó. Hai cái thùng đại liên vàng ở trong đó thôi mà gài 7 lớp mềm. Nếu mà Cưng mà có thấy cái thùng đại liên vàng nó cũng không thể là vô được 7 lớp vàng, 7 lớp mềm này. Bởi vì ở trong đó có nhiều đồ quý trong hang đó. Vàng mấy mai mới luôn đó, hồi Hòa Bình ngồi về là ông Dương đó, ông đi 4 năm mà đi chưa giáp cái hang đó nữa. Bởi vì đi vô khúc đó, ông sợ lạc nó trở ra. Vô khúc sợ lạc trở ra mà ông đi vòng đó là 4 năm trời chưa giáp cái hang. Nói chung là đi không có giáp cái hang. Vì không biết ở đâu. Mà ba chị nói vàng là nó đi, nó không có, nó không ở chỗ. Hai cái thùng để liên vàng mà không biết ai lấy được chưa. Vậy là ba chị hồi đó cũng đi bộ đội đó nha. Ba chị hồi đó ở đây là ba của chị là tới 23 lần, một ba là đã hy sinh rồi, với má chị á, ông ngoại chị mới trả cho ba sau này kết thúc này, nhưng là cũng chẳng sống ở đây nữa, cũng nói chung là ngu thật rồi, nó chép luôn đó, tôi biết rồi, nếu mà rồi nó chép luôn rồi, không có chồng thì là chồng bà đi các bạn thấy không, thấy không? Nên nó bắt đi mà tù ở cái gì Khánh Tỉnh đó, tù Châu Đốc á, bắt đi tù ở tù rồi chịu không nổi, bắt đi tù hoài chịu không nổi, ông ngoại mới giả cho có chồng rồi lặn nó khỏi bắt. Ơi ra được rồi. Nam mô các vị sinh thành của vị Nam Nông Bảy Núi đã phù hộ độ cho anh em đã ra được về đất dép luôn cô chú anh chị ơi. Rồi mình khép lại video này tại đây nha cô chú anh chị.